Một món ăn rất quen thuộc ở Việt Nam, lọt top 10 món ăn kinh dị nhất thế giới. Bạn có biết đó là món gì không? Không phải nầm pịa Tây Bắc hay gỏi cá nhảy cũng như là tiết canh đâu nha. Mà câu trả lời của chúng ta đó chính là trứng vịt lộn đó các bạn ạ. Thực tế thì trứng vịt lộn không chỉ có ở Việt Nam mà còn có rất nhiều các quốc gia Đông Nam Á khác. Món trứng vịt lộn đáng sợ tới nỗi nó được đưa ra làm thước đo cho sự dũng cảm của người phương Tây. Chỉ cần nhìn thấy con vịt con bên trong thôi là nhiều người đã sợ hết hồn. Nhiều người còn đánh giá đây là món ăn đầy tội lỗi. Trong mắt người nước ngoài thì trứng vịt lộn luôn nằm trong top 10 món ăn quái dị nhất Việt Nam, xếp sau đó là thịt chó mắm tôm hay là tiết canh. Còn bạn nghĩ sao về vấn đề này?